Hi, xin chào quý anh chị và các bạn. Hôm nay thì mình có một cái niềm vui nhỏ nhỏ mình muốn chia sẻ với mọi người. Thì hồi trưa mình vừa nhận được một cái gói quà nè các bạn. Thì vào tuần trước á, mình có tám chuyện với một bạn ở trên Facebook á. Thì mình cũng có chia sẻ, hai anh em trò chuyện với nhau về cái vấn đề làm YouTube rồi về nuôi cá gì đó. Rồi cái mấy ngày gần đây nè, cái bạn ấy nhắn tin cho mình một câu là em có gửi cho anh một món quà. À mà trước đó thì bạn ấy có xin mình địa chỉ. Thì mình cũng cứ nghĩ là xin địa chỉ là để bạn ấy đến nhà giao lưu thôi. Ai ngờ là vài ngày sau thì bạn ấy nói là có gửi cho mình một cái gói quà. Ở trên đây có số điện thoại cho nên là mình che lại nha. Nhưng mà nhìn cái hộp quà này các bạn, thì mình nghĩ là trong đây nếu là cá cảnh á, cá bảy màu á, thì có thể là hai cặp cá giống nha. Đấy, mình di chuyển nhẹ nhẹ. Nhưng mà cái hộp quà này là khá là nặng các bạn. Tuy nhiên là ở cái mục này nè, nó lại ghi là Honda. Lạ lắm. Rồi nắp trên đồng hồ nồng độ gì, số lượng một cái gì lum lá trơn á. Ở trong là nhựa nữa nè các bạn. Đấy à, mà cầm cái hộp quà này lên đó thì mình thấy là khá là nặng các bạn. Khá là nặng. Cũng có thể là nếu là cá thì bạn ấy đóng nước nhiều nó sẽ nặng như thế này. Tuy nhiên là ở cái mục code này nè các bạn, ở cái mục code này thì mình thấy là ghi chữ vô danh. Và ở đây là có số điện thoại này, là số điện thoại của mình đó. Đó, đấy là số điện thoại của mình và địa chỉ của mình. Ok, thì bây giờ mời mọi người cùng khui hộp với mình nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ khui theo cái chiều này. Và mình xin phép là mình che số điện thoại lại nha. Khui làm sao che số điện thoại lại. Tại vì cái này là cá nhân. Wow. Ui, không phải cá rồi các bạn ơi. Không phải cá rồi. Đây là Kinma. Không phải cá rồi thì chúng ta có thể mạnh tay. Ủa, ở đây nó có một cái này riêng nè. Ôi. Đồ công nghệ các bạn. Nhìn cái hộp này là đồ công nghệ. À, hình nè. Ui, đây là một cái tay cầm. Mình khui cái này trước đi. Wow, cái chi phót ba chân. Wow, cái chi phót này là làm bằng đế sắt nè, mình thấy là chắc chắn nha các bạn. Vậy là một cái tay cầm, bạn ấy tặng cho mình một cái tay cầm. Thật ra là mình cũng không nghĩ là từ ngày làm YouTube tới giờ lại có người tặng quà cho mình các bạn. Đây là một cái tay cầm. À, mình biết cái này. Cái này là một cái tay cầm mà kim sạc dự phòng cho các máy ảnh khi mà đi quay với các bạn. Cái này thì xài cho Google luôn nè. Đấy. Ở đây có ghi là dung lượng là 5200. Xài 3.7V. Cái nguồn điện này xài chung với cái điện thoại luôn. Trời ơi, hồi nào giờ là mình toàn là mình sử dụng đồ mua lại của người ta thôi. Nhưng mà cái này thì mình thấy là thật sự là xịn sò các bạn. Đồ khui hộp luôn. Đây là đồ mới hoàn toàn luôn. À, có giấy hướng dẫn nữa. Và đây có sợi cáp nè. Cái cáp này là dùng cho cái camera hành trình. Còn cáp này thì dùng cho cái điện thoại. Ok, thì bây giờ thì có lẽ là mình thử setup luôn. Xem nó như thế nào. Cái này có lẽ là gắn đây nè. Đây. Ở trên đây nó có một cái con ốc dặn. Cái này có lẽ là gắn vô cái máy ảnh được nè.
Và ở đây có một cái đầu để gắn cho cái điện thoại nữa. Chúng ta sẽ thử gắn vô cái điện thoại đi. Đây, mình vừa gắn xong rồi nè mọi người. Cái này thấy là thật sự là xịn sò nha. Đây là sợi cáp của nó nè. Ghim vô đây. Và ghim vào cuối cha. Mình xài iPhone các bạn ơi. Vậy là phải gắn cáp iPhone rồi. Mọi người đợi một chút nha. Đây là sợi dây iPhone của mình, nó hơi dài. Chắc là mình phải mua một cái sợi dây ngắn hơn rồi các bạn. Wow, gắn vô thì nó đã có dấu hiệu sạc rồi nè. Đấy, thử nha. Camera. Rất là êm nhé. Video. Wow. Có tay cầm thì mình thấy là nó ok hơn á. Wow. À, ở đây thì chúng ta còn cái tripod nữa nè các bạn. Cái tripod này chúng ta có thể gắn vào đây ha. Đây, mình sẽ đặt nó xuống. Cho mọi người xem nhé. Đó, nó là như vậy đấy. Và cái tripod này nó có một cái tiện ích nữa. Để cho mọi người xem cái tiện ích này luôn nha. Mình tháo ra đi. Cái này trường hợp như là cái điện thoại của mình á, nó đã đầy pin rồi đó. Thì mình không cần cái sạc dự phòng á. Khi mà không cần sạc dự phòng, chúng ta có thể gắn tripod trực tiếp vô trong đây luôn đó. Thì khi đó chúng ta cầm đi quay như thế này nè, thì nó sẽ gọn hơn nha. Tripod này khá là sát mặt đất luôn. Còn khi mà chúng ta quay nhiều, chúng ta cảm thấy không đủ pin, thì chúng ta có thể sử dụng cái sạc dự phòng cầm tay này. Cho mọi người xem lại nè. Bây giờ thì mình sẽ cầm và mình đi quay cá thử. Khi mà có tay cầm rồi các bạn thì cảm thấy nó chắc chắn hơn. Đây là cái bầy Hinder Saban của mình nè. Khá là nhiều rồi. Và mình sẽ đang chuẩn bị cho nó ra một cái hồ lớn hơn. Quay bằng điện thoại thì mình thấy không nét bằng mình quay bằng máy ảnh các bạn. Hiện tại là mình đang quay bằng điện thoại nè. Khi có cái tay cầm chắc chắn rồi các bạn thì di chuyển đó, nó có thể nó dứt khoát hơn. Cái này tiện một cái là vừa có sử dụng được cho điện thoại và vừa sử dụng được cho máy ảnh luôn các bạn. Đây, lần đầu tiên mình được một cái đồ xịn sò như thế này, khui hộp nguyên zin luôn. Trước giờ là mình toàn là quay bằng những cái thiết bị mà mình mua lại của người ta không à, những thiết bị giá rẻ thôi mà. Bây giờ không biết nói gì hơn là cảm ơn bạn ấy rất nhiều nhiều nhé. Cảm ơn bạn rất là nhiều và cũng cảm ơn mọi người đã khui hộp và chia sẻ niềm vui này chung với mình. Hẹn gặp lại mọi người ở video kỳ sau nhé. Bye bye.